của anh cái đó. Phải của anh không? Chuyến này của em. Và trong video này là chuyến hành trình từ Mỹ về Việt Nam cùng với hãng hàng không Cathay Pacific, một hãng hàng không của Hồng Kông. Và mời các bạn theo chân mình để xem trong video này có gì nha. Vì là chuyến bay quốc tế nên mình đã có mặt ở sân bay trước 3 tiếng mấy bạn. Thì đây là khoảng 10 giờ tối ở sân bay Boston mấy bạn. Mà mình có chuyến bay lúc 0 giờ 30 phút mấy bạn ha. Bây giờ là mình đang làm thủ tục ở quầy Cathay Pacific ha. Về quy định hành lý ký gửi hạng phổ thông của hãng hàng không Cathay Pacific là mỗi người sẽ được một kiện hành lý ký gửi 23kg cùng với một kiện xách tay là 7kg. Trẻ em ngồi ghế riêng là một hành lý ký gửi 23kg và cũng một hành lý xách tay 7kg ha mấy bạn. Con ngồi ngay cửa cửa đi. Ok, thế này. Ừ. Sao vậy? Thì tùy con không muốn ngồi đâu con ngồi. Muốn ngồi đây. Ừ. Thôi à, đại chó nhớ mà. Hello các bạn, mình đang trên cái chuyến bay Cathay Pacific từ Boston đi tới Hồng Kông là khoảng 15 tiếng các bạn. Đây là lần đầu tiên mình bay với cái hãng Cathay Pacific luôn ha. Ở trên máy bay này nó có có tai nghe ha, có mền, có gối. Đây từ Boston nè, mình sẽ đi qua Hồng Kông ha. Là. Và ở chỗ ngồi thì mình sẽ có hai cái bàn được gấp gọn luôn mấy bạn. Thì đây là một cái bàn gấp gọn ha, là mình có thể để ly hoặc để những cái điện thoại rồi luôn ha. Còn một cái bàn đây là bàn xếp, đây là cái bàn ăn ha. Và cái chỗ ngồi thì mình thấy cũng khá là thoải mái, cái chỗ để chân cũng rất là rộng mấy bạn. Mình cao khoảng gần 1m7 ha, thì cái chỗ này nó để cũng khá là ok. Khi mà các bạn lên thì họ sẽ phát cho mỗi người một cái menu đồ ăn mấy bạn. Và trong menu này là menu song ngữ mấy bạn, là có tiếng Hoa và tiếng Anh ha. Thì mình sẽ có một bữa super là một bữa ăn khuya mấy bạn ha. Tại vì mình bay chuyến bay lúc 0 giờ 30 phút lận. Mình sẽ có một bữa ăn khuya ha, có snack và một bữa ăn sáng mấy bạn ha. Thì trong menu này nó cũng có menu đồ uống trong này luôn mấy bạn. Thì trong đồ uống nó sẽ có rượu ha, có bia, có nước trái cây đầy đủ luôn mấy bạn. Và đây là bữa ăn khuya của mình ha. Ở đây sẽ có một cây kem nè mấy bạn. Mà có một ổ mì,
và có bánh quy và phô mai. Phô mai này phô mai lạnh nó ngon các bạn. Ở đây sẽ có hem các bạn, hem và ở dưới là dạng giống như là khoai tây nghiền á. Và món chính là món bò xào sốt tiêu đen với cơm trắng mấy bạn. Ngoài ra thì bạn có thể chọn món gà rau củ hầm và khoai tây nghiền ha. Ở đây sẽ có hai món cho bữa ăn khuya này mấy bạn ha. Và sau khi chúng ta bay được khoảng hơn nửa chặng bay thì nhân viên sẽ phục vụ bữa ăn sáng cho chúng ta. Trong bữa sáng này thì sẽ bao gồm một cái bánh muffin vị chuối, cái bánh này ngon mấy bạn. Một cái yogurt ha, thì cái yogurt này sẽ là vị vanilla ha mấy bạn. Ngoài ra thì cũng có một phần trái cây theo mùa mấy bạn, trong đó thì sẽ có nho, có dưa lưới và có thơm. Và trong món chính thì sẽ có là trứng, xúc xích và thịt bacon nha mấy bạn. Và trước khi máy bay hạ cánh thì chúng ta sẽ được phục vụ thêm một bữa ăn nhẹ. Đó là một cái bánh phô mai nướng rất là nóng mấy bạn và rất là ngon ha. Mình coi cái màn hình đó mình mới biết cái cọc nó chưa có cái cọc.
chơi đi toilet đi con. Đây nè, bắt chân nha. Đi toilet. Đồ ăn nó cũng được chứ con không ăn được. Con không ăn được. Không ăn được. Ủa con hãy con đóng hành lý. Đó bị dưng không? Dạ không. Chứ có con có cái cân ở nhà ăn cơm trước không? Cô bị dư không? Thiếu cân của cô ở nhà. Thì thiếu 50 pound mà vô đây nó có 21 kg. Ô vậy còn dư 2 kg nữa. Dư 2 kg nữa đó. Mẹ con đi cẩn thận té. Mẹ là cầm nè. Ờ. Để con giúp con đi. Sắp được xếp hàng ở đây nè. Ở đây là cô. Lấy vé ra. Ừ. Đừng đụng tay nha con. Gate 47 nha cô. Gate 47 cổng 47. Chân thơ vô đây. Nó không cho cho nước mà dục vô nè. Trời ơi. Dục vô đó. Dục vô thằng gác. Cái này chỉ cần lấy bát bò. Just bát bò rồi. Bà bà có mê là? Con đi qua đi kìa, con chuẩn bị con đi qua đây nè. Con đi ha. Đi xuống. Thank you. Đi qua con. Thank you, chúc chưa? Thank you. Hãy cầm chưa? Let's go. Let's go. Hãy cầm chưa? Dạ. Ngon, nó có hút thịt. Nó có hai bát bò.
Để ra là con làm tịch sẵn hết rồi. Tôi còn giữ quốc tịch à? Hay là không. Bỏ luôn? Dạ, yeah, mỗi lần phải về là phải cô đi xin visa. Bán thì cho ăn hết luôn. Ồ, ngon quá ha. Giờ đi qua cái cổng cái rồi. Ồ, trong đây nhiều kiểu quá nè. Nhiều đồ ăn quá con. Chưa bán gì hết, kìa quá trời đồ ăn luôn kìa. Oh man. Chicago đi chứ. Chicago là ở Illinois. Dạ chắc chưa đâu, còn chưa đi Chicago. Nhà cô ở quận 10 hả? Thủ Đức. Có ai đón cô không? Trời, coi cái sân bay nè. Sân bay 5 giờ sáng không có ai bán cái gì để ăn hết, đói bụng chứ. Ồ, có free game luôn hả lạ? Cái này là cái phòng free game hả lạ? Chứ được không? Hello các bạn, bây giờ là tụi mình đang có mặt ở sân bay Hồng Kông mấy bạn. Bây giờ mình sẽ có ở đây 3 tiếng ha. Mình mới với Lạc vừa mới thay đồ xong mặt ha. Mới thay đồ xong luôn. Bây giờ thì tụi mình sẽ đợi 3 tiếng ở đây ha. Đi ha, giờ mình đi vòng vòng coi. U cũng nhiều nữa nè Lạc. Asian nè, để coi Asian có gì không. Bây giờ là 6 giờ sáng đấy bạn. 6 giờ rưỡi ha. Đóng cửa hết rồi, thấy chưa? Không có gì để ăn hết là ôi buồn quá đi. Mì thử cái mì coi. Ê, ô bệnh nè thử không? Dạ. 7 giờ sáng mì đi ăn mì đi, để lại ngủ bà coi đi ăn mì. Bây giờ là mình sẽ đi ăn mì nha mấy bạn, coi nó có mở không nè. Ừ. Đó. Ở đây thì nó nói là có mở. Giờ mình sẽ đi từ cái cổng bay của mình là cổng 47 ha. Mình sẽ đi ngược lại cái chỗ mà bán mấy cái đồ ăn mấy bạn. Đó, để coi có không ha. Thì ý là bên này bên kia là nó dẫn cho ăn luôn 3 lần luôn. Đi trên chuyến bay này 2 lần, bắt đầu từ đây về từ Đài Loan về Việt Nam nó cho ăn. Ủa sao cô phải đeo cái này vậy? À, nó hỗ trợ mình nè. Đó, là mình không biết gì là nó cho mình đi hết. Đây là vô. Nó nói mấy cái tiệm mì mở rồi đó. Không lạnh không? Nó lạnh trong đây nè. Ừ. Ô, cái này là món Mỹ mà. Burger King. Đi xuống đó. Mất gì được ăn luôn. Đi dọc đây coi có gì ăn gì. Sushi. Mà thế là mê lạnh luôn. Con lạnh không? Bây giờ hỏi mà mẹ hay lạnh không? Mimi thấy cũng mát mát và chưa lạnh lắm. Con lạnh hả? Con lạnh không? Không. Con đi bộ đi. No. Xuống đi bộ đi cho nó. Exercise. Đây nè, quá trời đông đúc này mà không biết có ai. Đây nè. Trời ơi. Thơm rồi nè. Mùi thơm vẫn lối. Ồ, xa xíu rồi. Ôi, ramen. Tô ramen nóng hổi. Order ở đây hả? Dưới cái đó.
Oh, nó available. Yeah. À, có súp không? Nó not available. Một đô là 7 đô tiền á. Hello. Just want this. This what? Include the lemon water. Chinese tea. Chinese tea. Hong Kong milk tea. Okay. Yeah, Hong Kong milk tea. Mm-hmm. Thank you. This one? What? Yeah. Thank you. Cho nó luôn. Đây là một cái phần ăn nè mấy bạn. Đây khoảng 62 đô tiền Hồng Kông ha. Đây là thịt heo là thịt heo giống như là muối với lại cải chua rồi cả. Mì có trắng của lạc cơ. Ăn chung luôn. Chung together luôn ha. Đó. Cái này như muối chua. Không có thanh. Được. Bánh mì trứng với lại một ly trà sữa. Nó múc cái dở lên rồi đó. Ngon không con? Ngon hả? Ngon hả? Ngon. Đẹp ha. Chưa đi con. Đi đi, kiếp luôn. Thank you. In arranging them to be placed in the baggage hold. Please be careful when opening the compartments so the items inside do not fall out. Thank you. 各位乘客，根據安全條例，所有手提行李都必須放喺前座以下或後備櫃內。
Và chuyến bay này là từ Hồng Kông về thành phố Hồ Chí Minh là khoảng 2 tiếng bay nha mấy bạn. Đó là cách chấp luôn. Mình đi lấy hành lý nè. Đây có xe sau ca. Xe sau ca. Go away fast over there. Không đi vệ sinh không? No. Go away fast. Hay quá đi. Hello, xin khách. Vô nhập cảnh rồi. Đó. Trái là. Rồi đây là. Đây là. Rồi cũng bị nè. Chúng mình là baby, hold it tight. Woo. Baby, you good? Baby, you good? So good. Nghĩ đâu ta? Baby, you good? Không, Cathay Pacific. Số 4 à? Có, em cần á. Bao nhiêu cái? Hai cái à? Qua đây. Bụng ra vali. Hai cái vali à? Cái này với lại một cái màu xanh đó anh, cái đó anh, cái màu xanh vậy. Phải cái đó đúng rồi, cái đó của em hả? Không có, xem cái đối diện đó mình lấy vậy. Để coi coi phải không? Ừ. Của anh, cái đó phải của anh không? Cái này của em. Cái này xem chưa lộn.
Đây qua máy nhá. Đủ rồi nhá. Dạ. Đấy, cho anh. Ủa em có cần phải bỏ ba? Bỏ, cứ bỏ ba luôn. Cảm ơn anh nha. Gì? Tiếp hết. Em biết ngồi đâu? Ngồi dưới lạc luôn. Xí, được không? Không? Được. Được không?
Thank you.